Mặc dù bão số 1 không tác động trực tiếp đến khu vực Hà Nội, khu vực này chỉ ảnh hưởng bởi những hiện tượng rông lốc từ xa và xuất hiện mưa lớn. Tuy nhiên, dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18 tháng 7, mưa to đến rất to kèm theo gió giật do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1. Nguy cơ cao ngập úng ở nhiều tuyến đường, trời chuyển dịu mát. Dự báo thời tiết Hà Nội ngày và đêm ngày 18 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1 bão Tan Lim nên trời nhiều mây có mưa to đến rất to và có thể kèm theo gió cấp 4 giờ cấp 5. Do có mưa, tình trạng nắng nóng chấm dứt, nền nhiệt hôm 18 tháng 7 giảm 5 đến 7 độ so với hôm qua, mức cao nhất chỉ dao động khoảng 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất đêm 24 đến 26 độ. Theo cơ quan khí tượng trong hôm ngày 18 tháng 7, bão số 1 đổ bộ vào đất liền các tỉnh thành miền Bắc như là Quảng Ninh, Hải Phòng, gây mưa lớn diện rộng cho toàn vùng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian bão đổ bộ để đảm bảo an toàn. Cụ thể hôm ngày 18 tháng 7, thời tiết thủ đô Hà Nội trong khoảng 7 đến 19 giờ, nhiều mây, có mưa to đến rất to, gió tây bắc đến bắc cấp 4 giật cấp 5, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%, khả năng mưa 100%. Từ đêm đến sáng sớm hôm sau khoảng từ 19 giờ đến 7 giờ sáng nhiều mây có mưa to đến rất to gió Tây Bắc đến bắc cấp 3 cấp 4 giật cấp 5 nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ độ ẩm trung bình từ 80 đến 90% khả năng mưa 80 đến 90% diễn biến phức tạp của bão số 1k hàng không đã buộc phải thông báo hoãn hủy các chuyến bay đi đến các sân bị ảnh hưởng Tin từ Bamboo Airways, để đảm bảo an toàn cho hành khách, hãng điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đến đi tại các sân bay nội bài Hà Nội, Vân Đồn Quảng Ninh, Cát Bi Hải Phòng. Theo đó, Bamboo Airways hủy 28 chuyến bay đi đến các sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, đồng thời thay đổi lịch khai thác của 104 chuyến bay quốc tế lẫn nội địa. Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng buộc phải hủy 54 chuyến bay, ước tính ảnh hưởng tới khoảng 8.500 hành khách, 89 chuyến bay bị chậm từ 1 đến 10 tiếng, gây ảnh hưởng đến 15.000 hành khách. Hãng cũng thông báo đổi lịch 6 chuyến bay sớm, ảnh hưởng tới hơn 1.000 hành khách. Chỉ riêng trong ngày 18 tháng 7, 149 chuyến bay và gần 25.000 hành khách của Vietnam Airlines đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1. Với hãng hàng không Viet Travel Airlines, hãng thông báo thay đổi lịch khai thác các chuyến bay đi đến từ sân bay quốc tế nội bài. Trong đó, một số chuyến bay phải lùi giờ khởi hành, như chuyến bay Hà Nội Đà Nẵng dự kiến cất cánh chậm hơn 2 giờ so với lịch trình ban đầu. Đà Nẵng Hà Nội dự kiến chậm khoảng 1 giờ 40 phút so với lịch khởi hành ban đầu. Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh chậm khoảng 3 giờ so với lịch khởi hành ban đầu. Tối muộn ngày 17 tháng 7, Cục hàng không Việt Nam ra công điện yêu cầu các đơn vị chủ động phòng chống bão. Theo cơ quan này, các cảng hàng không Vân Đồn, Quảng Ninh và Cát Bi, Hải Phòng dự kiến trong khu vực ảnh hưởng gần, gió mạnh, mưa rông mạnh. Cảng hàng không quốc tế nội bài Hà Nội, Thọ Xuân Thanh Hóa có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão, mưa lớn và gió mạnh. Phòng chống bão số 1 đảm bảo an toàn cho các chuyến bay. Cảng hàng không nội bài Hà Nội tạm ngưng tiếp thu tàu bay từ 11 giờ đến 20 giờ ngày 18 tháng 7. Cảng hàng không Vân Đồn Quảng Ninh và Cát Bi Hải Phòng tạm ngưng tiếp thu tàu bay từ 11 giờ đến 19 giờ ngày 18 tháng 7. Ngoài ra bão số 1 hoạt động trên giải hội tụ nhiệt đới, không phải cơn bão độc lập nên ngoài gây mưa trong thời điểm bão còn tiếp tục gây mưa sau hoàn lưu. Không lại trừ, khi giải hội tụ nhiệt đới sau cơn bão số 1 có khả năng cuối tuần này hoặc đầu tuần sau có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão số 2 trên biển Đông. Được biết, bão số 1 khả năng tác động gây sóng lớn, gió giật ở ven biển khu vực Quảng Ninh, Thái Bình, đồng thời khiến cho miền Bắc mưa lớn 500mm trong vòng 3 ngày. Ảnh hưởng của bão từ gần sáng 18 tháng 7, vùng ven biển khu vực Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão có gió cấp 9 cấp 10, giật cấp 12 13. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Đáng lưu ý, từ đêm 17 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, miền Bắc khả năng hướng đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng phổ biến là từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Với lượng mưa rất lớn trong thời gian ngắn, chuyên gia cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tăng cao ở các tỉnh vùng núi. Tại Thanh Hóa và Nghệ An, mưa lớn xuất hiện cùng lúc nhưng với lượng nhỏ hơn, dao động từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 300 mm. Trên biển, cơ quan khí tượng cảnh báo vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10, sau tăng lên cấp 11 12, giật cấp 15, sóng cao 5 đến 7 m, biển động dữ dội. Riêng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, sóng biển cao 2 đến 4 m đồng thời ven biển Quảng Ninh đến Thái Bình, đề phòng nguy cơ nước dâng do bão từ 0,5 đến 0,8 m gây ngập úng vùng trũng thấp tại ven biển cửa sông, sạt lở bờ biển trong trường hợp bão đổ bộ vào chiều tối 18 tháng 7 là thời điểm chiều cường. Từ 18 tháng 7 đến 19 tháng 7, ở khu vực Đông Bắc Việt Bắc có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị, cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng nguy cơ xuất hiện rông lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão cả trước và trong khi bão đổ bộ. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngay sau khi cơn bão số 1 kết thúc, trên biển Đông có thể xuất hiện cơn bão số 2 hoặc một áp thấp nhiệt đới. Ông Hưởng nói, hiện tại phía nam biển Đông xuất hiện hình thái thời tiết xấu, chúng tôi đang cảnh báo gió mạnh cấp 6, sóng biển cao 3 đến 5 m ở khu vực này. Theo ông Hưởng, Hà Nội nằm ở rìa phía tây nam của cơn bão, có khả năng xảy ra rông lốc mưa lớn gây ra ngập úng. Trưởng phòng dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng cho rằng trọng tâm mưa đã thay đổi một chút so với dự báo trước đó. Mưa lớn tập trung ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng. Khu vực Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa sẽ thấp hơn. Ông Hưởng cho hay, mưa dự kiến từ đêm 17 đến 19 tháng 7, khu vực Đông Bắc có lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm khu vực tây bắc vùng đồng bằng bắc bộ có mưa to 100 đến 200 mm, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 70 đến 120 mm. Đề phòng mưa lớn gây ngập úng đô thị, cảnh báo nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Ngoài mưa lớn cần đề phòng rông lốc, khi bão vào vịnh Bắc Bộ, những vùng xa như là Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, cách tâm bão hàng trăm km có thể có rông, lốc mạnh. Trên các sông suối thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt lũ với biên độ 3 đến 5 m ở thượng lưu, từ 2 đến 4 m ở hạ lưu. Các sông suối nhỏ Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Quảng Ninh có khả năng xuất hiện lũ cục bộ. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi Trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị, đặc biệt ở các tỉnh thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên. Bão số 1, bão Talim đã tiến vào vùng biển phía đông bắc Vịnh Bắc Bộ vào dạng sáng ngày 18 tháng 7, chỉ còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 100 km. Dự báo, bão sẽ đổ bộ các tỉnh đông bắc của Bắc Bộ trong chiều tối ngày 18 tháng 7. Dự báo đến 19 giờ ngày 18 tháng 7, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần. Vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 107,1 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6 giật cấp 8. Khoảng 7 giờ ngày 19 tháng 7, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền, tiếp tục suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 tại đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, có gió mạnh cấp 7 giật cấp 10, cửa ông móng cái đầm hà Quảng Ninh có gió giật mạnh cấp 6, cô tô Quảng Ninh gió giật mạnh cấp 7, phù liễn Hải Phòng gió giật mạnh cấp 6. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình, sóng biển cao 2 đến 3 m, nước dâng do bão từ 0,3 đến 0,5 m. Dự báo sóng lớn kết hợp nước biển dâng và chiều cường có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng thấp ven biển, cửa sông của khu vực Quảng Ninh đến Thái Bình. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 18 tháng 7 đến 19 tháng 7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, bục bộ có nơi trên 350 mm. Trước dự báo là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão số 1, thành phố Mong Cái đã huy động trên 1.000 cán bộ chiến sĩ, các lực lượng cùng 400 phương tiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa từ 100 đến 200 mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn từ 18 tháng 7 đến 20 tháng 7, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 đến 5 m ở thượng lưu và từ 2 đến 4 m ở hạ lưu. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông Thương, Lục Nam có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2, đỉnh lũ khu vực thượng lưu và các sông suối nhỏ thuộc sông Đà, Thao, Lô lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Các sông suối nhỏ khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Quảng Ninh khả năng xuất hiện lũ cục bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại khu đô thị đặc biệt ở các tỉnh thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên sẵn sàng chủ động phòng chống bão số 1. Hôm nay các địa phương từ Quảng Ninh tới Thái Bình cơ bản hoàn tất việc kêu gọi tàu thuyền sơ tán dân ở các tỉnh ven biển. Các địa phương đang ứng trực đề phòng mưa sau bão gây ngập úng sạt lở đất, ảnh hưởng đến các tuyến đê sung yếu. Trong sáng ngày 18 tháng 7, ba sân bay Vân Đồn Quảng Ninh, Cát Bi Hải Phòng và Nội Bài Hà Nội tạm thời đóng cửa để tránh bão.